Thanh Liêm cùng với Góc Nhìn Việt xin hân hạnh chào đón quý vị đến với chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, cổ nhân đã từng nói là mệnh tại thiên mà vận thì tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì lại nằm trong tay của chúng ta. Vậy có thể thay đổi được vận mệnh con người hay không? Và quý vị có bao giờ thắc mắc là tại sao cùng một kiếp người nhưng mà vận mệnh của mỗi người lại hoàn toàn khác nhau hay không? Mệnh của mỗi người từ khi được sinh ra vốn đã được trời đất định đoạt trước, có muốn cũng không thể nào mà thay đổi được. Cái mệnh ở đây chính là cái bát tự của riêng mỗi con người. Và không có ai là có bát tự giống nhau, dù là có là anh chị em sinh đôi đi chăng nữa. Còn vận thì lại nằm trong tay của chính chúng ta, nên nếu thật tâm muốn thì có thể thay đổi được. Có người ví rằng mệnh như là một cái chiếc xe vậy, sẽ xuất phát từ lúc ta mới được sinh ra cho tới lúc kết thúc cuộc đời. Vậy xe thuộc loại nào, con đường quanh co hay là tràn ngập hương thơm thì chính là mệnh. Còn vận là việc bạn sẽ chọn cách thức lái xe như thế nào để mà đi suốt quãng đường của cuộc đời mình. Có người may mắn sở hữu một chiếc xe tốt, con đường đi thì cũng tràn ngập hoa thơm, nhưng mà bản thân lại để tự nhiên trôi theo dòng nước, lái xe không chuyên chí, kết quả là cuộc đời lại ngã sang một trang khác, sống một kiếp gian truân. Nhưng mà cũng có người chỉ có một chiếc xe rất tồi tàn, cũ kỹ, đường đi thì lại toàn sỏi đá, trông gai bụt lầy, quanh co khúc khuỷu, nhưng mà họ luôn chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt huyết và dành cả tâm tư để mà lái xe. Vậy kết quả gặt hái được là sự bình an và mãn nguyện suốt cả cuộc đời này. Vâng, mệnh chính là bất biến, không bao giờ có thể đổi thay, nhưng mà vận lại nằm trong tay của chính mỗi con người. Và thế gian thì có 3 điều nếu có thể thực hành thì sẽ giúp cho vận mệnh của mọi người thay đổi rất nhiều. Đó là thành tâm trong công việc, thành tín trong xử thế và thành thục trong lời ăn tiếng nói. Để hiểu rõ hơn về điều này, quý vị hãy cùng lắng nghe Thanh Liêm phân tích ngay sau đây. 3 điều giúp cải thiện vận mệnh. 1. Thành tâm trong công việc. Chuyện kể rằng, có một thanh niên trẻ học việc trong một cửa hàng buôn bán sửa chữa xe đạp. Một hôm, có người đem đến cửa hàng một chiếc xe đạp bị hỏng. Chàng trai này không chỉ sửa xong chỗ hỏng mà còn bỏ thời gian ra để mà lau chiếc xe cẩn thận, khiến chiếc xe trở nên sáng bóng như mới. Những người bạn đang học việc cùng chàng trai này thấy vậy thì hỏi: sao mày thừa thời gian thế, làm một cái việc chẳng liên quan gì đến mình? Tuy nhiên, ngày thứ hai sau khi đem chiếc xe này trở về nhà thì chủ nhân của chiếc xe đạp, vốn là giám đốc một công ty lớn, đã quay lại cửa hàng và mời chàng thanh niên kia đến công ty của ông ta làm việc. Hay, có một vị huấn luyện viên tại một câu lạc bộ tennis, ông thu phí hơi đắt so với một số huấn luyện viên khác, nhưng chưa bao giờ thấy ông chiếm dụng thời gian của học viên để nhận hay gọi điện thoại, hút thuốc, uống nước, đi vệ sinh, mà cũng chẳng chào mời học viên mua thẻ hội viên, thiết bị vật. Nhưng nếu học viên có vấn đề gì cần hỏi ý kiến, ông có thể đưa ra câu trả lời tường tận và chuyên nghiệp rất. Lý do của ông ta là: thứ nhất, tôi là huấn luyện viên, không phải là một chuyên gia cố vấn, cũng không phải là một nhân viên bán hàng. Thứ hai, học viên nộp tiền đăng ký học tennis nên việc phải tận dụng tối đa thời gian trên sân tập để mà nâng cao trình độ, kỹ năng cho học viên là đạo đức nghề nghiệp của mỗi huấn luyện viên. Thành tâm làm việc sẽ khiến phong thái bản thân ngày càng trở nên tốt hơn. Mà phong thái bản thân tốt lên thì sẽ chiêu mời được nhiều vận may và cơ hội. Có thành tâm trong công việc thì mới được cái lòng tin của người khác. Cho dù bạn làm giám đốc của một công ty lớn, không thành tâm trong công việc thì môi trường công ty sẽ bị trì trệ, nhân viên sẽ không còn tôn kính nữa. Nhưng một nhân viên nếu không thành tâm làm việc thì sẽ chẳng trau dồi được khả năng và cũng chẳng bao giờ được cấp trên chú ý tin tưởng. Các ngành nghề chức vụ khác cũng đều không phải là ngoại lệ. Có thể thấy là khi làm việc tốt, bạn không nhất thiết nhận được quả ngọt ngay lập tức như là câu chuyện của người sửa xe đạp nói trên, nhưng chí ít bạn cũng nhận được và đạt đến cảnh giới của sự tôn nghiêm, thứ mà có bao nhiêu tiền bạc cũng chẳng thể mua được. Gieo nhân nào gặt quả ấy, đạo đức nghề nghiệp sẽ đền đáp cho những ai làm việc xuất phát từ nội tâm. Dù bằng cách này hay cách khác thì bạn sẽ nhận lại được những điều tốt lành. 2. Thành tín trong xử thế. Khổng Tử có nói rằng,
con người mà không có chữ tín thì không biết anh ta làm thế nào mà lập thân trong xã hội này được. Như xe to không càng, xe nhỏ không đòn, làm sao mà đi được. Có một câu chuyện về một nhà thầu khoán thành công người Nhật Bản, ông Koike. Ông là người sáng lập và là chủ sở hữu của một công ty môi giới chứng khoán. Năm 13 tuổi, ông rời nhà ở quê lên thành phố kiếm kế sinh nhai. Ông phụ giúp bán hàng trong một cửa hàng nhỏ và đồng thời cũng là người bán hàng của một công ty máy móc. Khi lên 20 tuổi, ông điều hành một công ty kinh doanh nhỏ do tự mình lập nên. Ông áp dụng kinh nghiệm bán hàng của mình để phát triển kinh doanh và ký được 33 hợp đồng bán hàng chỉ trong vòng 2 tuần. Và ông thậm chí còn nhận được tiền đặt cọc trước từ khách hàng. Tuy nhiên, không lâu sau khi ký những hợp đồng này, ông phát hiện ra rằng giá sản phẩm mà mình bán cho khách hàng hơi cao hơn giá của các công ty khác. Ông nghĩ khách hàng của ông sẽ tiếc nuối nếu họ biết là mình đã ký hợp đồng với giá cao hơn. Do đó, ông đã mang theo hợp đồng và tiền cọc khi mà ghé thăm từng cửa hàng khách hàng một. Ông giải thích về cái việc tại sao do giá cả và khách hàng nói với họ rằng mình đồng ý hủy bỏ hợp đồng và trả lại tiền đặt cọc. Các khách hàng của ông đã cảm động sâu sắc trước sự thành tín và trung thực này. Kết quả là không ai trong số họ hủy bỏ hợp đồng cả. Và thay vào đó họ còn tin tưởng và kính trọng ông hơn trước. Sự thành kính và trung thực đã giúp một người đàn ông, hay nói ở đây là ông Koike, trở thành một người giàu có. Vậy mới thấy người ta thường rất quý trọng và tin tưởng người biết giữ chữ tín. Ở một khía cạnh khác, khi bạn hứa hẹn một điều gì đó với người khác, chính là bạn đã gieo vào lòng họ một cái kỳ vọng và mong tưởng. Nếu mà không giữ chữ tín thì bạn sẽ làm họ thất vọng. Nhẹ thì buồn bã, nặng thì có thể quay sang oán trách chính bạn. Do vậy, khả năng giữ chữ tín ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự và độ tin cậy của bạn. 3. Thành thực trong lời ăn, tiếng nói. Muốn có vận khí tốt thì khẩu đức rất quan trọng. Khi nói những điều bất hảo, chúng ta không chỉ làm tổn thương đến thân nhân, bạn bè, đồng nghiệp mà còn đánh mất phúc khí, tự làm hại bản thân mình. Cổ nhân vẫn thường nói thế này: miệng có thể nhả ra hoa hồng, cũng có thể nhả ra cọc nhái. Dẫu trêu đùa thì cũng đừng nhắm thẳng vào khuyết điểm của người khác, xấu hổ, tự ti. Bởi những lời làm tổn thương người khác thậm chí sắc nhọn và ác nghiệp hơn dao. Dẫu là lời ngay nói thẳng thì cũng phải biết lựa lời mà nói cho hợp tình hợp lý và hợp lòng người. Nhưng không nên nói dối, không chỉ bậy, không nói lời ngông cuồng, không nói những lời chế giễu châm chọc khi người khác thất bại. Nói xấu sau lưng người khác cũng sẽ khiến người oán hận càng sâu mà càng kết thêm thù hằn. Công phu cả đời cũng nên đặt tâm vào cái việc tu khẩu, chính là tu sửa, tu dưỡng cái miệng của mình, nói lời chân thành mà thiện lương. Lời tuy ngoài miệng nhưng xuất phát từ nội tâm, nên việc đầu tiên chính là tiết chế được nội tâm của mình, dùng lý trí để kiểm soát được lời ăn tiếng nói. Trước khi nói cần phải xét đến hai yếu tố động cơ và kết quả, và cơ điểm đặt ở việc suy xét đến người khác. Như vậy lời nói ra sẽ có thể giảm thiểu được mức độ tổn hại. Nói những lời nhân nghĩa sẽ có phúc phận về sau. Vâng, thưa quý vị, con người hiện nay thì đều nông nổi. Con người thì thuận theo số mệnh. Con người thì cảm thấy hết thảy sự tình đều nằm trong cái mưu trí của bản thân mình. Bận rộn ngược xuôi thật ra đều đang lăn lộn với vận mệnh mình. Những gì mà hao tổn tâm sức để có được vẫn là những thứ có trong vận mệnh. Uổng công vất vả một đời, nếu như mà trong vận mệnh mà không có nó thì dẫu có vắt, có bày mưu tính kế cũng không thể giữ được. Có đoạn thời gian trên thị trường có bán một loại trang sức gọi là dây chuyền đổi mệnh, một sợi dây chuyền mạ vàng không lớn lắm nhưng mà rất nhiều người mong muốn có được để mong cầu cái sự may mắn. Và Thanh Liêm nghĩ cũng thật là buồn cười, có cái những thú đồ chơi đó thực sự có thể thay đổi vận mệnh của mình hay sao? Và Thanh Liêm cảm thấy thế này, thực ra trên đời này có một loại dây chuyền đổi mệnh và tên của nó là tích đức hành thiện. Đôi khi chúng ta vẫn hay kêu ca về một xã hội mà đi đâu cũng gặp những cái chuyện xui xẻo, những cái kẻ xấu. Nhưng mà chúng ta không hề biết rằng ngay bản thân chúng ta vẫn chưa thể gieo được một hạt mầm yêu thương nào và để nhận được những quả ngọt của tình yêu. Sự đồng cảm của câu chuyện dưới đây sẽ mang một thông điệp hết sức sâu sắc cho mọi người. Câu chuyện bữa tiệc đêm trong nhà vệ sinh. Hàng ngày,
Chị dậy sớm giúp chủ nhà thu dọn. Mọi việc xong, chị trở về nhà mình. Chủ nhà thường mời chị ở lại nhưng chị từ chối, bởi vì chị là một người phụ nữ làm thuê nên vô cùng tự ti. Hôm ấy chủ nhà mời rất nhiều khách đến ăn cơm. Khách mời, người nào cũng ngời ngời rạng rỡ. Chủ nhà nói với chị làm thuê thế này: có lẽ hôm nay chị có thể vất vả thêm một chút và có thể về nhà muộn hơn một chút được không? Người phụ nữ nói: dạ được ạ, nhưng con trai không thấy tôi ở nhà, cháu sẽ sợ hãi. Chủ nhà nói: thế thì dẫn cháu đến đây đi, biết đâu hôm nay sẽ có những điều lạ. Khi ấy trời đã hoàng hôn, khách mời sắp đến hết. Chị làm thuê vội vàng về nhà dẫn con trai đến. Mà con trai hỏi thế này: chúng ta đi đâu thế hả mẹ? Người mẹ nói: mẹ cho con đi ăn tiệc đêm đấy mà. Đứa bé 4 tuổi đâu có biết mẹ mình làm một người làm thuê. Chị làm thuê dẫn con trai vào thư phòng của chủ nhà và chị nói: con hãy ở yên trong này đã, bây giờ bữa tiệc tối vẫn chưa bắt đầu đâu. Sau đó chị làm thuê đi vào nhà bếp, nấu ăn, bổ hoa quả, pha cà phê, tất bật luôn chân luôn tay. Luôn luôn có khách nhấn chuông, chủ nhà hoặc chị làm thuê phải chạy ra mở cửa. Có lúc thì chị chỉ tranh thủ mà vào và xem, vẫn thấy con trai đang ngồi yên ở đấy. Con trai hỏi: mẹ ơi, tiệc đêm thì khi nào bắt đầu ạ? Chị làm thuê nói: đừng nóng ruột con trai, con cứ ngồi yên ở đây, đừng có nói năng gì nhé. Nhưng luôn luôn có khách đến thăm thư phòng của chủ nhân. Họ biết bé trai là con của người phụ nữ làm thuê hay là không biết đấy. Các vị khách thân thiết xoa đầu bé trai, sau đấy lục xem những cuốn sách của chủ nhà và luôn miệng tấm tắc khen những bức tranh treo trên tường. Đứa bé trước sau thì vẫn ngồi yên, nóng lòng đợi bữa tiệc đêm bắt đầu. Chị làm thuê hơi không yên tâm. Chỗ nào cũng có khách, chị không biết phải giấu con trai đi đâu. Và chị cũng không muốn con trai mình làm hỏng cái không khí vui vẻ của bữa tiệc này. Và cả không muốn đứa con trai ngây thơ đi, biết được cái sự khác nhau giữa cái chủ nhà và người làm thuê, giữa kẻ giàu và người nghèo. Nghĩ mãi chị quyết định gọi con trai ra khỏi thư phòng, đưa con vào nhà vệ sinh. Ngôi nhà thì có 2 cái toilet, một cái của ông chủ, một cái dành cho khách. Chị nhìn con trai, chỉ vào chiếc bồn cầu trong toilet: Đây là gian phòng dành riêng cho con nhé. Chị nói thêm: đây là cái ghế con ạ. Lại chỉ vào cái bàn giặt bằng đá hoa, chị nói tiếp: đây là một chiếc bàn. Chị lấy từ trong bụng ra 2 cái xúc xích đặt vào đĩa. Cái này là của con đây. Người mẹ nói: bây giờ tiệc đêm bắt đầu rồi đấy. Chiếc đĩa chị lấy trong nhà bếp của chủ nhà, còn xúc xích chị mua trên đường về nhà. Đã rất lâu chị không mua cho con trai xúc xích nào cả. Khi nói những lời này, chị làm thuê gắng sức kìm lại những giọt nước mắt. Không còn cách nào khác, toilet của chủ nhà là chỗ yên tĩnh nhất vào lúc này. Con trai chị lớn lên trong cảnh nghèo khó. Từ trước đến giờ cậu chưa từng nhìn thấy ngôi nhà nào xa hoa lộng lẫy đến như thế này. Càng không nhìn thấy nhà vệ sinh sang trọng kia. Cậu không biết giặt cầu bồn nước và cũng chẳng biết bàn giặt đá bằng lá hoa. Cậu ngửi cái hương thơm thoang thoảng của bột giặt và xà phòng thơm, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cậu cuối cùng đặt ngồi xuống sàn và đặt đĩa trên nắp bồn cầu. Cậu nhìn chăm chăm không chớp mắt vào những cái lát xúc xích bày trong đĩa và hát những lời tự ca mừng cho mình. Khi tiệc đêm bắt đầu, đột nhiên chủ nhân nhớ đến con trai của chị làm thuê. Ông đi vào nhà bếp hỏi, mà chị làm thuê cũng chẳng biết nói gì. Và chỉ nói là chắc cháu nó đi chạy đi chơi chăng. Chủ nhân vội nhìn thấy ánh mắt chị làm thuê có vẻ gì giấu giếm lắm, bèn lặng lẽ đi tìm. Cuối cùng thì ông lần theo tiếng hát thấy cậu bé đang ở trong toilet. Khi ấy cậu bé đang đưa một miếng xúc xích vào miệng. Ông chủ đứng ngây người ra và hỏi, cháu nấp ở trong này làm gì? Cậu bé nói, cháu dự tiệc đêm ở đây, bây giờ cháu đang ăn tiệc đấy. Ông chủ vội hỏi, cháu có biết đây là chỗ nào không? Cậu bé nói, đương nhiên là cháu biết chứ. Đây là phòng mà ông chủ buổi tiệc dành riêng cho một mình cháu thôi. Ông chủ nói, có phải mẹ cháu nói với cháu như vậy phải không? Cậu bé nhanh nhẩu đáp,
Đúng thế. Thực ra không cần mẹ nói đâu, cháu cũng biết đây là gian phòng tốt nhất mà chủ nhân bữa tiệc chuẩn bị cho cháu rồi. Rồi cậu bé chỉ tay vào những miếng xúc xích trong đĩa. Cháu hy vọng sẽ có một người cùng cháu ăn những cái món này. Mũi chủ nhân thấy cay cay chua chua, không cần hỏi thêm nữa, ông đã hiểu rõ tất cả. Ông lặng lẽ quay về bàn tiệc và nói với tất cả vị khách: xin lỗi các vị, hôm nay tôi không thể tiếp tục cùng với các vị ăn bữa tối nữa. Tôi còn phải tiếp một vị khách rất đặc biệt. Sau đấy ông lấy hai đĩa thức ăn trên bàn tiệc và đến toilet thì ông lịch sự gõ cửa. Sau khi được cậu bé cho phép, ông bước vào đặt hai đĩa trên cái nắp bồn cầu kia. Ông chủ vội nói: ôi, gian phòng đẹp như thế này, đương nhiên không thể để cháu một mình hưởng thụ. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối nhé. Hôm ấy ông chủ và cậu bé nói rất nhiều chuyện với nhau. Ông muốn cậu bé tin tưởng rằng cái toilet kia là cái gian phòng tốt nhất trong cái ngôi nhà này. Hai người ăn rất nhiều, hát rất nhiều bài trong toilet kia. Liên tục có khách gõ cửa chào hỏi ông chủ và cậu bé này. Họ mang tới mời ông chủ và cậu bé những cốc nước hoa quả thơm ngon và những chiếc cánh gà quay vàng ươm. Họ tỏ ra rất lịch sự và nhiệt tình. Sau đấy thì họ cũng đòi vào cùng cái toilet nhỏ xinh xinh kia hát mừng cậu bé này. Thái độ của mọi người đều rất chân thành và không có ai coi đây là một trò vui đùa tếu táo gì cả. Nhiều năm sau, cậu bé đã trưởng thành. Anh có một công ty riêng, có một ngôi nhà khang trang và cũng có hai cái toilet. Anh bước vào cái xã hội thượng lưu và trở thành một tỷ phú. Hàng năm, anh đều trích ra một khoản tiền lớn cứu trợ những người nghèo. Nhưng anh không bao giờ tổ chức những buổi quyên góp ủng hộ, càng không cho những người nghèo biết tên của anh. Có người bạn hỏi về lý do, và anh nói thế này: tôi luôn luôn ghi nhớ một buổi tối nhiều năm trước, có một vị nhà giàu cùng với rất nhiều người khác đã vô cùng cẩn trọng bảo vệ lòng tự tôn của một cậu bé nghèo 4 tuổi. Vâng, đúng là như vậy. Mệnh là nhân tố do trời định đoạt, còn vận lại thông qua cái sự nỗ lực cố gắng của mỗi con người nhằm có thể thay đổi được vận mệnh của con người mình cùng với những sự giúp đỡ của những người xung quanh chúng ta. Bởi vậy mà người ta mới nói vận mệnh là tự mình lập nên, vận mệnh như thế nào là tùy thuộc vào cách sống và đối nhân xử thế của mỗi người. Dù cái đoạn đường đời này có đầy rẫy chông gai hung ác, nhưng vẫn luôn biết thiện niệm, không ngừng giúp đời giúp người, bao dung rộng lượng, thì phía trước sẽ là một bầu trời xanh đầy những hoa thơm hoa ngát. Và hy vọng rằng Góc Nhìn Việt cùng với Thanh Liêm mong muốn góp một chút sức nhỏ nhoi để khiến mỗi người nghe cảm thấy an nhiên, hạnh phúc và bình an trong mỗi ngày. Kính hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung tiếp theo.